tuy có khá nhiều ca chấn thương, nhưng với chủ đề của vòng đấu là lòng dũng cảm, nên các huấn luyện viên luôn phải thử thách các thí sinh bằng những bài tập mới. A lot of you seem to try and go high where they can slip you. If you go low, they can't slip you. So think about your strategy of how you're going to stop them coming through. I was just thinking, you know, for the theme of the week is about. Mấy ký trên kia cao quá, em với không tới. Cảm giác của mình lúc này rất là vui sướng khi mình đạt được tới cái đỉnh cao của đỉnh núi. Điều tối kỵ trong leo núi đó là sử dụng quá nhiều lực ở đôi tay. Chính vì không nắm bắt điều này và lại chọn một đường leo khá khó, nên thí sinh Minh Kha đã thất bại trong cả hai lần thực hiện. Một tiền đạo vẫn sẽ vượt qua 6 hậu vệ với thời gian ở mỗi chốt chặn không quá 3 giây và phải về đích trong thời gian nhanh nhất có thể. So the marks improvement this afternoon, I thought people were actually prepared to show a bit more courage than they showed 2 days ago and actually put themselves on the line. In football, there's times you have to put yourself on the line for the team, and today I saw that. 2 days ago, I didn't see that. Mm-hmm. Thấy nhìn về thấy của tôi thì chạy thì không tốt nhưng mà bắt người thì tốt hơn không. Huấn luyện viên đi khen thì khen tốt nhưng mà thực sự là tôi vẫn chưa hài lòng với phần thi. Chắc chắn là anh Trung Phong cũng như tất cả các bạn thí sinh đang rất là hồi hộp đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đến gặp ban huấn luyện để biết kết quả sẽ ra sao nhé. Hai thí sinh bị loại ở vòng này là Hồng Quân và Minh Kha. Một tí mà, chắc thắng được không?